Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nụ hoa từ ống hút.
mình chưa dạy hướng dẫn các bạn cách làm nụ hoa từ ống hút như này, và video của tôi đến đây là hết.